Ngày tháng 6 mình nói được tiếng Nhật. Mình ơi, sao hồ nó bằng tiếng Nhật ấy? Mẹ mày. Máy ai đấy? Anh Hiệp. Anh Hiệp em, anh. Đi vào sang. Thằng này đi. Đúng rồi, nhìn cạnh điện đúng rồi. Hôm nay, đúng bây nào. Nám ơi, bộ đội đêm, nám ơi, bộ đội đêm. Thấp đầu quá thì đâu phải là chân đúng rồi. Nghe thì giang hồ đồ là anh ghi 4 bàn à? Sao? Nghe giang hồ đồ là anh ghi 4 bàn à? Đi đâu? Cân mấy đấy Dung? Ghi 4 bàn đấy. Ừ. Nghe bọn lúc mà đã tập à. Sáo lên. Ok bỏ đi, tầm làm đó, tầm làm đó. Bên nào, bên nào, bên nào. Đi đâu sâu đi không? Đi đi. Thái ra, thái ra, thái ra, thái đau đấy, đau đấy, đau đấy, đau rồi. Đấy đi, đấy đi. Đau rồi. Em ơi, cầm bình xịt vào mạnh ơi, bình xịt trong túi đấy. Không cần đi. Sao xem đeo cái bình xịt đấy. Nhà cự. Em phải cho một bình nữa mà. Đưa bình cái này. Nói đi idol á. Idol hôm nay mới vào á. Đâu? Đâu? Cú chân thì thi á. Là cổ chân. Miết miết là cái mà dưới thì khá bảo vừa mới lên chức cái đầu này. Lên chức thì đâu ống luôn á. Đâu đâu được đá rồi đó. Chưa. Hôm chủ nhật xong đá xong lại. Đúng rồi, anh em tình cảm đi. Anh em bố lại đi, ngoài cái. Anh em tập trung vào chuyên môn em. Hồ lên, hồ lên, hồ lên. Ê, tay trái vuông. Bên này, cánh này, cánh này, cánh này. Tiến, tiến. Báo đi, vào nào. Đối đi mình, đối đi. Đây, đây, chơi em. Hết rồi, hết rồi. Dương để ý cho bảy. Rồi, xuất. Yes. Linh. Vào đấu đi. Đấu là Frickster. Đúng rồi, quá đúng rồi. Quả này đá vào dễ vào má, nó một chút đây thì ai phát được. Bắt tay cái lần này. Hai chạm. Hai chạm mà. Sau đây là bình luận viên đến từ nhà đài Gen Tobama. Zoom lên tiếp ạ. Zoom qua là chết luôn rồi còn chửi. Hai đúng không? Cái mặt tí này là đóng cái này. Quả đá phạt. Để anh còn nhìn quả đấy kiểu như là nó cũng sút đi, nó cũng chuyền. Phải đưa cho thằng gôn nào ra sức. Đóng rồi. Mình sức làm gì? Đau. Mình sức thì phải hơn. Mình sức đều đéo đâu mà sức. Phải nào. Thái bè bây giờ sao lúc nào? Thái cầu đây, đúng rồi.
Cú rồi. Bảo lấy khó lên bóng. Mày thấy bóng vào chia cái chân lại nhá. Chia cái chân máy quay ấy, mặt bạn không tiếp vào cái máy quay đâu. Thế để lấy số 9 này. Hỗ trợ. Đúng rồi. Ok. Trái bên đây này, đúng rồi. Rồi, bình tĩnh đi, tính lại. Lấy cái cánh ra ra này. Nam, nó chạy lại. Tình người thôi. Kéo luôn. Mấy cái cánh này, chiếu cánh này. Kìa. Tân. Cánh phải anh ơi. Không, để lên. Nào đứng rồi, để lên. Đi đâu đằng kia nó xin kìa. Tự nó lùi về chứ. Giờ bọn anh. Chắc 10 phút này. Bên đây. Ôi. Mặt này tôi quá
quay luôn, tôi quay từ những bạn quay cho đi. Thằng Minh thì từ giờ đến thì quay nhận nhất. Ôi, quan thương, tôi vừa cầm máy quay đây. Được. Đi đi, tôi cầm máy quay. Tay tôi à. Số 7 nào cơ ra. Rồi. Lỗi thứ 6 là phạt giặt tiếp đây. Cột 2 anh. Đúng rồi. Rồi, tránh đâu là lấy được Linh ơi. Đấy, cột nhá, chính hàng rào đây. Linh được, đập lại cho Thái bên đây. Phạm lỗi đi anh ơi. Đâm luôn. Cuốn rồi. Gì phải động em ạ. Mình dẫn tiếp rồi. Năm lối rồi. 6 rồi. Tạm tiếp đâu, một solo một thôi. Phạt. Thay người được không anh Cường? Đá phạt. Năm lối rồi em ơi, còn một lối nữa đấy. Phạt luôn nhé. Lối từ đây mà vào đây đá. Nhất phải đèn từ mấy thằng Nhật kêu lắm là không bắt được. Phun là được cho nó đá làm sao đâu. Wow! 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 Wow
lại là linh thật, người còn đến từ nông cống đây quá. Còn dù đầu đất nhưng mà anh đánh đầu đất luôn. Ok ok ok. Tập trung em ơi, tập trung em ơi. Quyền chơi đúng không? Anh ơi, Vương ơi, chân người. Anh ơi, bà bố lên bố vào vậy, bố vào vậy. Ngon đếm à. Chắc cái Thái ơi. Cứ phát lên nhìn nhất đấy. Rồi ok ok, ép thế được rồi. Lúc đi, lúc đi. Tốt. Rồi, tốt rồi em ơi. Đã chậm thôi, nhà thôi. Lấy. Không qua đâu. Đá đi. Chưa coi. Anh đi đi. Bên kia kìa. Tay bóng trượt số 1 Đồng Công đây. Bật thì thôi. Chấm hết. Đầu này là không phải là đói rồi đấy. Như mình này, bạn thấy tôi cầm máy quay sao? Được rồi, bạn cầm một tí này. Bạn vậy thôi. Căn bán là nó thấy bạn nó sợ. Đi vào. Chân đi. Chưa. Về Thái đóng của Thái là rồi. Tốt rồi. Bóng với bên kia. Không ai. Nhầm hướng rồi. Như Martian luôn. Sợ thật. Nhanh nhỉ? Nhanh quá nhanh. Rồi đã gồm căng lên. Nhảy số lên nhanh nhỉ? Đi lấy ba quả này. Tôi cầm đi ba quả. Như Minh ấy này là phải lừa qua chú môn. Như Minh ấy có cô phải lừa qua tầm 2 lần. Tôi lừa qua lần tôi đợi về tôi còn một quả nữa. Chưa thay chưa báo. Cho thẻ đi. Bảo nó cho thẻ đi. Mà được thích là biết nhất. Tốt, Nam ơi. Áo vàng cô đi. Nhẹ tôi linh. Bên kia kìa, Thái bên kia kìa. Cầm lên lên. Về à. Quay đi. Thôi. Nam lên thôi.
tập trung nhé chị. Chân này đây. Anh Quê to ba ra ra ngồi. Ôi Anh Quê ơi. Lên. Sợ hút quả cột đấy. Từ từ ấy cãi anh xong đường bóng đi. Rồi. Trong sân thì nhiệt tí hơn. Đẹp bóng mình chuyền giữa là đẹp. Cánh là có hai thằng biết rồi nên là thế nhưng mà đang hơn người nhanh của bóng đấy. Bốn rồi. Ba xin. Bóng ăn rồi. Tốt lắm. Anh Hiệp đâu? Anh Hiệp đầu kia. Anh Hiệp ơi. Thầy Nam nghỉ ông là tí lấm đá. Đây là Huy Béo và Thầy Nam. Đáo Hoặc Mạnh khởi động vào Thầy Nam. Cho anh Bảo vào chơi. Nước. Cho anh Bảo vào chơi. Ra đăng ký ra Bảo đi. Thay người anh ơi. Số 16 ra 17. Hay được ra vào liên tục. Huy ơi chắc chắn em nha. Huy ơi. Giảm em không chứng. Rồi. Lên thế rồi, một là em giúp cánh một người, không giúp được một người, ý là em phải dứt khoát, đừng có nháy trả lừa được ai hết ạ. Hiền đẩy lên cho coi, đẩy lên cánh của Hiền đấy. Anh số tốt rồi, nhưng quả đấy đông người làm sao dám chứ. Tiếp vào đi. Ở đây lắc này á. Đây là nó đứng ở giữa này, anh kia đứng bên cánh này. Đấy, bà đó. Đó ta. Không hiểu không? Không làm gì cũng sẽ làm. Tại vì quả đấy có nhanh đâu, có phải nhanh đâu. Rất đơn giản đâu, chơi rất đơn giản. Bên cánh này. Nhưng mà chuyện em quả đấy em thấy anh hô được đúng không? Nhưng mà lại thấy cái thằng này nó nằm bên dưới anh này. Đứng tặng nó mặt em mà. Nếu mà nó bên dưới anh thì em cứu được rồi. Anh chơi với anh cứ mấy phút đấy em ạ. Mấy 7 phút chơi 7 phút là người khác người ta chạm được. Rồi chắc đi sang kia đi. Rồi tốt rồi. Bắt đầu mình tìm ngàn quá mình đã. Mình góp gì đó. Bình hất của giày, bình giày hất, sút đi hất. Quả đặt nhẹ cái lòng anh đang hạnh đau ở đâu bên này này, đánh thấy nó đứng ở giữa rồi mà không ngờ là nó đoán được nó bị em nó lòng nó sẽ không được lên cao. Em hất hơi hất nhẹ lên mũi gì đấy nó sẽ qua được cái dạng chân. Nhưng mà nó bắt được quả đấy. Em nếu mà em nhìn ở đây là em thấy nó bèo mỗi góc đấy thôi mà. Nó đứng ở giữa. Kìa. Đá cái lòng lên đi em. Quá chứ lợi thế quá hiền không ạ? Bạch xanh ấy, nhìn thấy cái bạch xanh như kìa. Đúng ra là em và đấy nghĩ là em thái cho chuyển cho anh đấy.
nghĩ là chuyển cho em. Tại vì là ở trong này là kín hết mẹ rồi. Chuyển cứu được thì mới dài không? Cột 2 xệt báo ơi, cột 2 xệt, cột 2 xệt. Tại vì em cố tình em đẩy hết cả người nó vào. Tốt quá, xệt lăn rồi. Hay quá nhé. Rồi, rồi, rồi. Cố lên, thêm vào báo chìm. Tập trung lên. À vào là đúng rồi, không cần biết. Tập trung nhá. Đấy chỉ tìm cao này nhìn nó chừa chừa cho cái cứ em cứ chừa đi đi bắt đầu đi thôi bắt cứ chuyền nữa to chuyền chừa đi bắt đầu gàng sang ra 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 rồi tốt hiện ơi họ không chuyền ở đâu vào luôn em chắc thả lên luôn quý ơi hay quá rồi. Chuyển luôn. Đây này. Được, từ quay về. Anh Công ơi chơi với anh Tân. Hai anh em cầu bóng một chơi. Chơi đi, sắp hết giờ rồi. Đéo ghi chân được, đéo ghi bóng, đéo ghi chân lại. Bây giờ nhiều em, chuyển rộng em, không cần đọc không. Trần nó dài. Trần dài. Trần nó dài luôn, trốn về. Trần một tí là em đá đi. Vâng này, vâng này. Giờ nữa. Đá chút đi mét, quả bóng đến, bật quả bóng ra chỗ khác, khi nếu mà đau vào giữa. Khi là hai thằng ghép đau anh hiểu không? Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Tài chưa cho hiệp ơi vào chứ vàng đấy tài chưa cho ấy mà đã luôn nha mày luôn cho nghe cố lên Hoàng cố lên bóng ở giữa đá Hoàng Hoàng ơi không lười nhiều em ơi đá chắc lên anh thì tôi đá đá còn chưa chơi bóng hàng mình này tí được anh Hiền đi bộ về, anh Hiền đi bộ về cho em. Con về đứng im. Ok. Kệ hộ. Đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Chậm chậm rồi rồi, vào nào. Vào nào. Xem anh phút gì cái. 1 phút nữa. Ok. Kìa ơi, bỏ ra cho em liền. Tốt anh ơi. Đấy, cắm đi rồi, chứ cần gì ở đâu. Quả đầu nó xuất đạn. Cái hai quả bọn trước tốt em, tốt em, cho đi. Sao nó không có qua anh đâu mà nó đá vào đá anh thôi anh giọt vào tháng. Quay lại nữa, ok. Quả nó sát bóng cấm nữa lâu. Nhìn lại, nhìn lại, nhìn lại, cho theo. Mình không cho nó qua mà để loạt thẳng rơi chịu. Không đi sao rồi. Chạy đi nhảy. Đừng sao. Rảnh nhé. Quay về. Quay về Hoàng, quay về. Bảo đi bộ, đi bộ. Nó pressing của Lào là chất lượng của đấy chứ nó không pressing thừa. Nhảy cò một cái nó bước chân cái đấy. Bước một bước bằng Huy Béo, bước ba bước vui. Cái quả vừa nhân ngã em chuẩn được penalty để anh hiệp đá thôi.
Quyền Anh hãy vào với em ơi. Quyền Anh nhanh. Đây là chắc lên. Đá đi anh hết rồi, đá đi, hết cầu đá đi. Quyền Anh rất nhanh em. Đều bằng tay nhanh em. Quyền Anh vào. Tân. Từ cho hết quả đã. Đều bằng tay ship lên hộ cho nó kìa. Nói với cầu thủ trước xong báo với trọng tài. Cải chắc lên, cứ cải đi. Cứ cải. Tốt em. Ok em, tốt em. Cô tay. Tân. Dây. Đeo dây lại cho nó cái mình này. Mặt tê. Nhanh. Rồi, ok. Anh kia nó vào cột, nó đưa vào cột đấy. Liên xuất. Em ơi đứng trước tập mặt này. Học cửa. Đi bộ về. Bảo đấu đi bảo. Hay quá. Hay Hoàng ơi. Ê.